Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cái cách của mình dự trữ những cái trái đào mà vườn nhà mình thu hoạch được. Cách dự trữ của mình thì rất là đơn giản và dễ nhất, mà lại ít mất mát đi cái thành phần dinh dưỡng, là mình đem đông lạnh. Cách của người ta thì đông lạnh là người ta đem trụng nước sôi, rồi người ta nhúng axit, rồi là dậm vô một mớ đường. Đối với mình thì những cái điều đó không cần thiết. Mình nói những cái điều này là dành cho những người mà họ trồng đào ra quá nhiều như nhà mình, chứ không phải là đi mua đào về rồi làm trà đào, rồi mứt đào, bánh đào, thì những cái đó mình không nói. Trên màn hình bạn thấy là mình đang trụng nước sôi, rồi mình vớt ra cái tô, rồi mình bắt đầu mình lại tách miếng ra để lấy cái hột. Nhưng mà mình thấy cách này nó cũng không cần thiết, là mình cũng chỉ cần rửa cho sạch. Rửa sạch rồi thì mình tách. Cách tách hạt thì bạn nhìn kỹ á, mình cầm cái trái đào lên, mình coi nó có cái một cái rãnh á, thì ngay cái rãnh đó là cái hạt của nó dẹp đó, bạn thấy không? Thì mình cắt đó là mình tách ra rất là dễ luôn. Đó, nó cái hạt đào nó dẹp, nó hai cái ngạnh nó tè ra. Nếu mà bạn cắt ngược lại thì không có thể mà mình lấy ra được, khó lấy hột hơn. Lát nữa thì mình làm cái cách đơn giản nhất là mình không cần lục luôn, mình chỉ rửa nó thôi rồi bỏ vô bao. Khi mà bạn làm đào này mình uống trực tiếp luôn, mình không có bỏ đường, mình không có nấu, không có gì hết, thì cái ngọt của trong cái trái đào nó đủ cho mình uống để thêm sinh tố, thêm vitamin C rồi này kia, chứ mình cũng không cần thêm bất cứ sữa hay là cái gì hết. Tại vì quá nhiều đi, bạn thêm mấy cái những cái đường hay là sữa hay là tất cả những thứ khác mình thấy không cần thiết. Mỗi mùa thì mình một cái freezer của mình cũng bự, ngày trước cũng gần gần đầy nó luôn á, nhiều lắm. Thành ra chỉ đây là cái cách đơn giản nhất đó, mình xay trực tiếp rồi mình uống. Khi mà bạn lấy từ đông lạnh ra thì mình chỉ cần là từ ngăn đá mình lấy qua bên ngăn lạnh, ngăn mát, rồi nó mình thấy nó rồi máy mình đủ mạnh á là mình đem mình xay, chứ không cần để cho nó mềm ra. Mềm ra thì màu nó biến ra màu nâu. Bạn thấy cái hạt á, nó dẹp dẹp như vậy. Bây giờ thì mình, sau khi mình rửa xong rồi, là mình cắt nó theo cái đường đó, từ cái đường đó bạn. Còn nếu mà mình để nguyên vỏ, nếu mà bạn muốn không có lấy vỏ á, bạn thấy không, cắt đúng là nó tự nó tụt ra luôn á. Đó, cái hạt nó dẹp như vậy á. Rồi nếu mà bạn muốn lấy vỏ thì bạn phải xài cái trái đào mà nó chín rồi á, nó chín rục đi á, thì cái vỏ mình đụng vô là mình bóc nó ra, đi ra ra một miếng bự luôn. Còn cái đào mà nó còn giòn giòn á, mình lấy vỏ thì chỉ có gọt, mà gọt lâu quá cũng như không. Nhưng mà mình rửa sạch thì đào này là đào lông á, bạn thấy không, nếu mà nó chín rồi á, cái này cũng phải chưa phải là chín rục, mà mình cũng còn gỡ được. Còn nếu mà nó chín rục á, là mình đẩy một cái là đấy, mình bóp ra là nó ra hết cái vỏ luôn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bạn thấy không? Đâu cần là mình phải là luộc lên rồi ngâm giấm rồi cho một, trời ơi, người ta làm ở trên đó mình thấy, tại vì khi mà đào mình nhiều quá đó, mình cũng lên internet mình search thử cái cách mà làm sao để mà bảo tồn nó cho qua mùa đông. Rồi mình thấy họ chỉ người nào cũng có bỏ đường mà rắc rối lắm. Mình thấy cách này mình làm mà cũng là 5-6 năm rồi, ok, bình thường. Đây là xong rồi, tách ra vậy thôi, tay chân sạch sẽ. Hồi nãy mình bỏ đông lạnh, mình bỏ vô cái bao ziplock á, thì mình bỏ vô mình đẩy không khí ra hết mức có thể thôi, rồi mình để mình chồng nó lên. Khi mỗi ngày mình xách ra một bịch mình uống. Cái tùy cái ra da nó ngó dòm xấu xí vậy, chứ mình cũng rửa sạch rồi thì cũng không có sao. Bạn thấy không, cắt đúng cái đó là mình búng nó lẹ lắm, dặn nó một cái là nó ra.
Nhưng mà cái cuối cùng á, thì cũng phải gọt thôi, chứ cái cuối cùng mình không có, mình khó mà lấy ra. Nếu mà cố gắng lấy ra thì nát luôn cái thịt của miếng cái trái đào đó. Đây là một đợt hái mà mình hái cả một mùa đó, mà hái cả chục đợt như vậy. Rồi, video của mình chia sẻ chỉ đơn giản vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.